đi phun thuốc, người dân phát hiện cảnh tượng rợn người dưới mương nước. Lần theo mùi hôi, người dân thấy bên dưới mương thoát nước dọc đường có thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng mùng 5 tháng 2, anh Dương đang đi phun thuốc tại khu vực ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Lần theo mùi hôi, anh Dương thấy bên dưới mương thoát nước dọc đường có thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, bên cạnh còn có chiếc xe máy. Trước cảnh tượng kinh hãi, anh Dương vội vã trình báo công an. Chiều mùng 5 tháng 2, thông tin với dân trí, công an huyện Gò Dầu xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1970, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Hoài vốn sống một mình, không vợ con và làm công nhân ca chiều 14 giờ đến 22 giờ tại một công ty ở huyện Dương Minh Châu. Những người làm chung công ty của ông Hoài cho biết, ngày mùng 3 tháng 2, ông Hoài không đi làm. Khoảng 11 giờ ngày mùng 3 tháng 2, một người cháu sống gần nhà ông Hòa cho biết vẫn thấy ông ở nhà, sau đó không biết ông đi đâu, làm gì cho đến khi nghe tin ông đã tử vong. Lực lượng chức năng cho hay, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định bên ngoài thi thể bị chảy xước. Bên trong tử thi có vết bầm tụ máu ở đầu, khả năng do va chạm với cọc tiêu hoặc va chạm xe máy khiến nạn nhân bị xung huyết phổi phải. Tại hiện trường ghi nhận trong lề đất, có một trụ cọc tiêu cảnh báo bị ngã, tại cọc tiêu có dấu vết va chạm. Từ cọc tiêu đến vị trí phát hiện tử thi có nhiều mảnh vỡ xe máy. Qua những chứng cứ thu thập được, công an huyện Gò Dầu xác định đây là vụ tai nạn giao thông. Nhiều khả năng người đàn ông mất lái đâm vào cọc tiêu dẫn đến té ngã xuống mương rồi tử vong.